Rồi chào anh em nha. Bây giờ bữa nay em quay tiếp một số cái loại xuồng mới về nữa. Đây là một số cái kiểu mẫu mới, thân rộng nè. Đi một số bò lướt nước ha. Còn cano thì có đây luôn nha, cano 3,5 m nha. Với một số xuồng 4,2 m rồi đó. Thì trong này trong kho mình có vẫn còn nhiều lắm. Nếu gì chút này em ghép video lại cho anh em xem nha. Thì anh em mua hàng cứ gọi cho em qua số điện thoại như trên ha. Thì em ship tận nơi cho các bác luôn. Đó. Cano rất gọn luôn, hai người kinh được nha. Đây một số mẫu 5,2 m đến đây ha. Xô đó. Hello, xin chào anh em nha. Thì bữa nay lên một số xuồng để mà đi giao cho khách đó. Thì một giải cũng đi nhiều thứ lắm. Và có xuồng tâm bản, vỏ lãi, vỏ lường được hết trơn á. Đi Bình Thuận nè ha, Long An rồi đủ hết luôn. Thì bây giờ em từ Bình Thuận đó xuống em đi xe này hết. Thì cái số điện thoại đây là số điện thoại đặt hàng ha. Anh chị em nào cũng muốn đặt hàng cứ gọi cho em nha. Thì sơ lược một số giá trên xuồng đây. Này giao đi cái tâm bản 4,2 m nè ha, nó 300 kg, 2,8 triệu, 4,2 m, 2,8 triệu luôn ha. Thì anh em nào có thắc mắc gì về giá thì cứ gọi qua số điện thoại này giùm em, thư ký bên em sẽ gọi cho anh em lại nha. Số 02703948999 ha. Đó. Thì kho xuồng của em để trong đây cũng đủ loại hết cho anh em lựa. Đây, rất là nhiều thứ, dài hơn cũng có, nhiều thứ lắm. Bữa nay em quên em cái đèn, để có gì bữa sau em sẽ mở đèn quay cho anh em xem nha. Đây ha, đó. Rất là nhiều ha. Trong đây nhiều lắm. Nên cái này là vỏ siêu tải nè, để trước nè. Mình mong dài luôn ha. Máy này thì em vận chuyển riêng ở trên nha. Nó như cái loại mới này gì nè, loại vừa vừa 4,4 triệu ha. Tâm bản bầu ngang tới 1,2 m luôn. Cái này anh em đi làm chứa đồ, chở đồ là bá thế bộ chét luôn. Cano nữa ha. Đó. Em quay hay nhanh anh em thông cảm nha. Có gì anh em muốn mua thì có gì mấy bác thư ký của em sẽ gửi hình cho anh em ha. Đây. Đó, khỏi chê luôn. Mới vậy nó xuồng cano loại mới nữa kìa. Đó. Đẹp lắm. Rồi em quay sơ sơ vậy nha, có gì anh em tham khảo qua số điện thoại này của em ha. Có gì em sẽ báo giá cho anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha.